Đồng Sơn xin thân chào đến tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn một cái trải nghiệm khá thú vị đối với mình. Thú vị là bởi mình nghe nói về bò Kobe rất là nhiều lần, nhưng mà chưa một lần được thử qua. Mà mình đang nói về bò Kobe chính hiệu nha. Những cái nhà hàng mà mình đã từng đi qua, mình thấy họ quảng cáo là bò Kobe thật sự ra là không phải thật đâu. Thì muốn thật, dạ, muốn các bạn muốn biết thật là chi tiết như thế nào thì xem tiếp ở cái clip này nha. Có một lần mình đến thành phố Osaka của Nhật Bản, được một người bạn dẫn đến một nhà hàng thịt bò Kobe được cho là thứ thiệt 100%. Nơi đây chưa phải là một loại nhà hàng sang. Những khách đến đây thường là được lấy hẹn trước và thường là họ quen với người chủ của cái nhà hàng này. Ông ta tên là Ken. Thịt bò Kobe quả thật, nó xuất xứ từ thành phố Kobe của Nhật Bản, nhưng thật ra thịt bò Kobe còn là một thương hiệu mà không phải ai cũng có thể mua được. Mỗi ngày họ chỉ xuất xưởng vài con bò mà thôi. Và những con bò đó thì chúng ta cũng đều biết là được nuôi dưỡng với một cái chế độ đặc biệt. Để bắt đầu buổi ăn tối, cô vợ bắt đầu công đoạn chiên những miếng tỏi rất là ngon. Sau đó ông Ken bắt cái con tôm hùm ở đằng sau để bắt đầu làm thịt. Mình cũng thành thật xin lỗi đến những bạn ăn chay vì hình ảnh này không có được đẹp cho lắm. Nhưng mà phải công nhận rằng những thao tác của ông ta rất là chuyên nghiệp. Món này thật ra là do người bạn của mình order thêm để mà có cái món khai vị. Đây, miếng thịt bò. Ông ta nói là only one. Có nghĩa là duy nhất, chỉ có một. Chỉ có một nơi có mà thôi. Và các bạn thấy đó là cái certificate. Có nghĩa là cái chứng chỉ cho là cái miếng thịt này là cái miếng thịt thật, xuất xứ từ hãng bò Kobe 100%. Ông ta đang hỏi tụi mình muốn làm như thế nào, sống hay là vừa hay là chín. Những người đầu bếp của Nhật họ thật là tỉ mỉ. Các bạn có thể nhìn thấy cặp mắt của họ liếc qua liếc lại. Thật ra họ đang muốn nhìn cái reaction của mỗi người để mà họ hiểu mỗi người muốn cái gì để họ làm vừa lòng. Đây, bắt đầu. Các bạn để ý, mỗi cục thịt bò như thế, ở phía bên phải của chúng ta đang xem, sẽ có một cái phần gọi là phần phát, là cái phần mỡ. Giờ ông ta cắt nó ra này. Thông thường với những cục thịt bò bình thường, mình sẽ vứt cái phần mỡ đó đi, bởi vì không ai dám ăn cái cục đó cả. Nó sẽ rất là mập. Nhưng ông ta giữ ở đó để mà sẽ có một cái món ăn rất là ngon. Thì nếu các bạn hiểu về bò Kobe mà thứ thiệt á, thì cái phần mỡ của nó đó, tuy là mỡ nhiều nhưng cái cholesterol của nó không có hại cho cơ thể. Đó là cái đặc biệt của bò Kobe. Ông ta đang ngắm để mà cắt ra, là chia ra làm 3 phần. Và mỗi phần sẽ có chừng 5 cục cho mỗi người. Thì nói chung là mình ăn được 3 lần. Về gia vị, mình để ý thấy ông ta chỉ rắc một tí muối và một tí tiêu mà thôi. Còn ngoài ra không có gì nữa hết. Đấy, một tí tiêu. Ông ta đang quét mấy cái miếng mỡ chảy ra từ miếng thịt và ông ta rưới lên lại miếng thịt. Đừng lo, miếng mỡ này, những cái mỡ này không có hại cho cơ thể của mình đâu. Và ông ta cắt thành 10 cục nhỏ. Các bạn biết không, mỗi khi mà mình đi vào các tiệm nhà hàng bình thường, cho dù là sang đi nữa, mình thấy họ quảng cáo là ở đây có bò Kobe hay là cái gì đó. Thật sự ra, những cái bò Kobe của họ có không phải là thật đâu. Vì nếu mình muốn ăn đồ thật á, thì sẽ có rất hiếm chỗ có những loại thịt bò thật giống như cái này. Những gì mà họ có, họ quảng cáo là họ bò Kobe á, thường là người ta gọi là Kobe style, có nghĩa là những cái nông trại khác họ nuôi bò theo cái công thức của bò Kobe chính hiệu, cho nên nó giống như vậy thôi chứ không phải là được cấp chứng chỉ giống như là cái loại mình đang thưởng thức ở đây. Rồi bây giờ đến phiên mình có phần. Đấy, ông bỏ một tí hành, một
tí ô nhân, tỏi. Và cứ thế mà ăn thôi. Nếu mình muốn chấm thì mình chấm. Mà thông thường á, mình không nên chấm. Tại vì nếu như mình chấm nhiều quá, nó sẽ mất đi cái mùi vị của cái thịt con bò. Đây, đang mình xem cảnh ông xử lý cái miếng thịt mỡ. Ông ta cắt nhỏ ra và lựa ra những miếng mỡ và chừa lại những miếng thịt nạc một lần nữa. Khi này ông sắc nhuyễn ra mà mình chạy nhanh để mà đốt cháy cái giai đoạn để các bạn khỏi phải chờ đợi. Những miếng thịt bò nhỏ này sau đây sẽ là trộn chung với lại cái món cơm chiên, là cái món cuối cùng sau khi mình hoàn thành, mình đã ăn xong những cái miếng thịt bò của bữa chính. Nhìn thấy ông ta ráng vét mấy cái mỡ nha, tưởng là bỏ nhưng mà không, ông ta giữ lại đó. Và ông ta sẽ dùng những miếng mỡ đó để mà chiên cơm. Họ tận dụng tất cả, không chừa một giọt nào từ cái miếng thịt bò cả. Đây là lúc mà cái phần cơm chiên đã chiên xong. Ông Ken đầu bếp này cũng là người chủ của nhà hàng. Ông ta đích thân phục vụ từng người. Bởi thế một buổi tối, ông ta chỉ nhận một số nhóm người đến để mà ăn ở nhà hàng của ông ta mà thôi. Nếu các bạn có dịp đến thành phố Osaka của Nhật mà muốn tìm đến cái nhà hàng này, các bạn có thể Google và search cho cái tên là Ken Kobe Beef. Đó, bạn thấy ông ta chào một cái nhóm người mới đến. Nhóm người này chắc chắn đã được lấy hẹn trước và ông ta sẽ phục vụ họ sau tụi mình. Món cơm chiên này, mình nói thật, chưa bao giờ trong cuộc đời mình ăn một cái món cơm chiên nào ngon như cái này. Mặc dù lúc đó đã rất là no rồi, nhưng mà vì nó ngon quá cho nên vẫn ăn hết. Sau cái buổi này, cái bill tính tiền các bạn có biết là bao nhiêu tiền không? $80,777, tương đương với hơn $800. Ông ta còn rất dễ thương đã tiễn đưa chúng tôi ra tới tận cổng và chụp một tấm hình lưu niệm. Mặc dù là cái bill rất là đắng, nhưng mà đối với mình thì nó rất là đáng, vì đây là một trong những thứ mà mình phải thử qua ít nhất một lần trong đời. Bởi nơi mình sống, cho dù mình có tiền, mình khá giả đi nữa, mà muốn kiếm một cái chỗ ăn bò Kobe thật như vậy thì không phải là một cái chuyện dễ. Mặc dù mình nói thật, miếng bò thì đúng là ngon thật. Nó rất là béo, rất là thơm và rất là lạ miệng. Nhưng đây không phải là những cái món ăn mà mình có thể mình ăn được nhiều lần. Bởi nó rất là ngán. Nó rất là béo cho nên nó mau ngán lắm. Ok, hy vọng các bạn tìm được cái gì vui trong cái clip này. Và chúc các bạn những ngày tới thật là bình an nhé.